Tròn được là 2 năm mà cái ngày mà em qua Thái Lan thiến đó chị. Dạ. Rồi sao ơi? Bà nói em phẫu thuật lòng lòng, em coi phim kiếm hiệp của em đi làm con sinh thì lát nó bị thiến. Em cảm ơn đại gia đình của Hương Nam rất nhiều và cũng cảm ơn khán giả luôn luôn đến đây ủng hộ em. Thôi bây giờ em không có biết nói gì hơn, thôi em cầu nguyện nha chị. Dạ. Nguyện nhanh đi em. Không phải xong lần rồi. Chị đếm cho em 1, 2, 3 đi chị. 1, 2, 3. Chị xin để gió nó thổi đen cày tao ơi, sinh nhật của người ta em thổi kia trời. Đó là nãy con này nó thổi á, nó cũng có thổi để cho người ta hỏi để ta cùng nguyện. Rồi cái này để sinh nhật của nó nghe nè, bà đá động tới không nên đá động tới nha. Em thổi mấy chị tập trung giùm em, đếm 1, 2, 3 giùm em nha. Mọi người vỗ tay chúng mừng sinh nhật em đi cả nhà. Dạ rồi, cảm ơn, đếm giùm em đi chị. 1 chưa cầu nguyện, để nó cầu nguyện. 1, 2, 3. Trời ơi quấn mà dằn cái đó ra luôn á hả? Trời ơi, cái gì mà nó tanh keo quá vậy? Nó tanh quá vậy, quăng đi cho mày cầm hoài đó không? Sẽ nó tanh mà mày kéo cầm hoài như thế này không phải là cái say của con Dù Mi. Trời ơi, nó nghe nè, cầm cái này lên chi. Trời ơi chị. Không, đỏ chưa, không phải xu. Nè, chị cầm lên chi khô bước rồi kìa. Nó có dừa. Ê, cái gì? Em test lại một lần nữa nè. Chị đứng đi đi. Ủa? Em hủy thôi, em hủy sai chỗ rồi. Sai chỗ rồi. Ừ. Cái này là cái này. Vừa hai cái đình đứng nhau mùi. Cái này. Mùi hả má? Không, không, không. Cái này tôi nói bà không tin phải không? Bà buông tay xuống đi. Mày làm lố quá, cái con mất dài này thiệt á. Cái này là của chú La Kim Phụng. Chú La Kim Phụng đâu rồi? Chú La sao bự vậy? Không, chú La bà đụng mà. Cái sai bự này chỉ có chị Hương Nga thôi. Chú La! Chú lên đây! Lên đây đi ông nội! Ba này nhậu hoài! Ông nội! Trời ơi, cái này của chú La hay chú á? Chú Nga vậy? Chú Tuấn đó. Cô Chú Tuấn. À, không! Em xin lỗi cái gì? Cô vợ ông vàng nhà. Ôi giờ chúng ta bắt đầu cái số đi à? Sinh nhật qua vé còn nùi nè mấy má. Mày lâu mày vô, mày lâu mày quậy hết không? Mày không lâu ba đi. Dạ quý vị ơi, quý vị ủng hộ giùm cho Dung Bi đang hoạt động những cái vé cuốn tay. Hả? Không đâu, bên nó nói tên cuốn cơm. À
Quên mẹ tên này. Mai Quang Sang. Nói thiệt sự với quý vị nha, ở đây tụi em là người chuyển giới, nhưng thật sự tên của tụi em toàn là nữ tính không á. Mai Quang Sang, Nguyễn Văn Tấn, em Nguyễn Chí Hùng. Nickname á quý vị, bây giờ tính là em nè. Cát Thi Quần Kim. Dù mì xí soạn. Thương nha. Tên là Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Chí Hùng. Mai Quang Sang. Ở đây hổ là giật mặt. Bây giờ mời bà con bắt bắt đầu do sớm. Cái con này thì ghê thiệt luôn á. Ghê quá mọi người ơi. Thank you.
Trời ơi, trời ơi, trời ơi, thấy tôi với đây quay men quá làm không lợi hả? Làm lợi danh hay gì? Tớ không? Tớ từ đây trong Bắc này. Nè, một một. Tớ từ đây. Chết bỏ. Còn tớ nó đồng lá sao mà cái lo rung nguyên cái sàn luôn vậy? Ơi ơi, vô, đọc số lại cái này rồi vô đó tiếp nha. Rồi, trời đất ơi. Dạ mình dò số lại nãy giờ rồi. Con số 54, 43, 39, 29, số 7, 46. Hợp lệ cái chuyện. Hay quá. Ok, continue, skip. Dạ. Mấy đứa ơi. Dạ. Tết đến rồi kìa. À, đi vui sinh thôi. Kiểu như là không, đầu năm mình đi du lịch Đà Lạt. Mày á, mày đó. Ý là mẹ của bà đó. Mẹ bà. Thì mẹ tao làm sao? Mẹ bà. Thì mẹ bà. Tết đến xuân đến rồi. Đi du xuân với mẹ thôi. Đi mẹ mình đi. Đi vô đi. Hả? Trời ơi. Mình đang đọc ra. Ờ, ok. Đó, 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 đó. Lẹ bà, lẹ bà. Để phụng giờ sớm nha. 30 tháng rồi mấy kinh. Vâng ạ, và bây giờ chúng ta bắt đầu giờ số ạ. Trong lời 327 đúng rồi. Và 32, số 2 vừa kêu ra. Số 2 có 1. 39. 39 có 2. 46. 46 có 3. 54. Đầy đủ hợp lệ. Số 2, 39, 46 cho 54. Và 4 số hàng cuối của lá ghé ạ. Và bây giờ cũng mong rằng quý khán giả tham gia tham dự và không tin tưởng cái đại diện lên kiểm tra lá giấy và bốn chiếc banh nha. Người nào lên kiểm tra thì đó là ân nhân của đoàn Hương Nam đó. Và Phụng chân thành cảm ơn tất cả các quý chú các chị các bạn ạ. À.